vị và các bạn xem đài thân mến, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Tây Ninh ngày nay tiếp tục khẳng định phẩm chất, năng lực của mình với sự cần cù, chịu thương chịu khó và sự sáng tạo nhạy bén trong lao động sản xuất. Kinh tế gia đình các chị ngày một đi lên, còn bản thân các chị thì trở thành tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, về sự nỗ lực vươn lên làm giàu, xứng đáng để các hội viên phụ nữ noi theo. Trong chuyên mục phụ nữ kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với hai tấm gương điển hình phụ nữ lao động sản xuất giỏi. Đó là chị Lê Thị Hiệp, ngụ ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên và chị Nguyễn Thị Hoàng, ngụ ấp 62, xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Sinh năm 1954, quê gốc ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chị Lê Thị Hiệp đã chọn mảnh đất Tân Biên để lập nghiệp từ năm 1978. Thời gian đầu khi mới về đây, cuộc sống rất khó khăn, hai vợ chồng chị chỉ có thể làm thuê làm mướn để kiếm sống. Nhờ siêng năng tiết kiệm, hai vợ chồng chị mua được 5 công đất trồng lúa và hoa màu, đồng thời chăn nuôi để tăng thu nhập. Cuộc sống gia đình chị dần dần ổn định. Đến năm 2004, từ ý tưởng cây mì là một trong những cây trồng chính ở địa phương và bánh tráng làm từ bột mì là một trong những món ăn được mọi nhà ưa chuộng, chị bắt đầu lên kế hoạch xây lò bánh tráng thủ công tại nhà. Được hội phụ nữ xã hỗ trợ vốn vay, chị mạnh dạn đầu tư lò tráng bánh, đồng thời tự liên hệ các tiệm tạp hóa và chợ để tìm đầu ra. Nhờ vậy mà thu nhập của gia đình chị được nâng lên, các con chị có việc làm ổn định tại nhà. Trước khi lò bánh tráng làm lò thì gia đình cô làm nông, làm ruộng. Đó thì ở nhà cũng có mấy công ruộng hả, con đông cũng làm thuê rồi sau đó mới thấy là cây mì của mì á, nó thì nhà nông mà của mì thì trong thời điểm đó thì nhà tôi cũng trồng mì nên tôi mới thấy là củ mì là cái củ mì thông dụng nên tôi mới tráng bánh rồi sau tôi thấy làm có hiệu quả. Hồi mới thì mặt hàng mình thì chưa có ai chuộng luôn, nhưng mà trong 3 năm mình có kinh nghiệm đó, là thấy là bà con ưa chuộng cái mặt hàng của mình. Sau 3 năm, nhờ không ngừng tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tráng bánh, chất lượng bánh tráng chị làm ngày một nâng cao, mức tiêu thụ sản phẩm ngày một tăng lên. Để vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, vừa giúp cho lao động địa phương, nhất là chị em hội viên phụ nữ có việc làm ổn định, chị quyết định đầu tư lò tráng máy. Nhờ vậy, chị đã giúp giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Trong đó, lao động nữ là hơn 10 chị. Trung bình mỗi lao động có thu nhập 3,5 triệu đồng một tháng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Tôi cũng có cái mơ ước cái là mình tới đây, rồi mình cũng mở rộng cái cơ sở ra, lớn ra, đặng tạo việc làm cho chị em trong hậu viên của trong tổ, trong ấp mình á, cho có chị em có công ăn việc làm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Lê Thị Hiệp còn là cán bộ hội giỏi. Hiện chị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Dinh, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm. Là tổ trưởng tổ vay vốn, chị thường xuyên nhắc nhở các chị em vay vốn sử dụng đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, động viên các chị em gửi tiết kiệm để tích lũy nguồn vốn phát triển kinh tế lâu dài. Là một trong những cán bộ hội nòng cốt của hội phụ nữ xã, chị vận động chị em trong tổ hội tham gia thực hành tiết kiệm gạo giúp các chị em phụ nữ nghèo, thực hành tiết kiệm bằng mô hình nuôi heo đất để hỗ trợ quỹ học bổng Trần Thị Sanh, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi. Cá nhân chị tích cực ủng hộ quà cho người nghèo, sẵn sàng giúp đỡ chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Chị Hiệp có là người phụ nữ, phụ nữ hiện đại như bây giờ là phụ nữ tự tin, tự trọng và trung hậu đảm đang. Với cái tinh thần chịu thương chịu khó, là từ một phụ nữ mà nghèo khó mà vươn lên trong cuộc sống, chị Hiệp được sự tín nhiệm của chị em trong cán bộ hội viên phụ nữ và cũng trong ban chấp hành hội thì cũng được tín nhiệm. Chị Hiệp thường thì hay giúp những cái chị em phụ nữ nghèo, rồi hàng năm là chị cũng hay mỗi cái dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 là tự chị là bỏ ra là 10 suất học bổng trao cho học sinh nữ nghèo hiếu học. Rồi
những cái chị mà không buôn bán nhỏ lẻ là không có việc làm á, thì cũng đến họ nhờ chị hỗ trợ về đồng vốn, về cây con giống, thì qua cái những cái thành tích mà đạt được vậy đó, thì một đa số chị em phụ nữ á, là tin tưởng và nói chung là cũng thâm phục chị với cái tinh thần chịu thương chịu khó đó. Nhiều năm liền gia đình chị đạt gia đình văn hóa, bản thân chị được công nhận là phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, được Trung ương Hội tặng bằng khen phụ nữ sản xuất giỏi năm 2013. Chị Lê Thị Hiệp là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những thành quả đạt được hôm nay của chị qua thật đáng trân trọng. Chị xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo. Chị Nguyễn Thị Hoàng sinh ra và lớn lên ở thị trấn Châu Thành. Sau khi lập gia đình, chị cùng chồng chuyển về sống tại ấp xóm mới 2, xã Trí Bình. Đến nay cũng đã được gần 40 năm. Chị kể, hồi mới lập gia đình, hai vợ chồng chị được cha mẹ chia cho 1 hectare đất để canh tác. Số tài sản được cha mẹ cho không ít ỏi so với nhiều người, nhưng cũng không phải là nhiều khi mà hai vợ chồng chị phải lo cho 8 đứa con của mình. Đông con lại sợ đói sợ nghèo, nên vợ chồng chị cày sâu cuốc bẫm, vừa làm vừa nuôi con. Nhưng vợ chồng chị không quên dành dụm tích góp để mua thêm đất canh tác. Sau bao nhiêu năm lao động miệt mài, vợ chồng chị mua được thêm 5,5 hectare đất canh tác. Tính luôn phần đất cha mẹ chị cho, chị có tổng cộng 6,5 hectare đất canh tác. Ngày trước, khi chồng chị chưa bị bệnh, hai vợ chồng cùng làm nên chị cũng đỡ phần nào vất vả. Cách đây 5 năm, chồng chị bị tai biến, các con thì cũng lần lượt lập gia đình, nên một mình chị vừa lo cho chồng, vừa cán đáng tất cả mọi việc, từ việc nhà đến việc đồng áng. Hồi lúc mà còn hơi trẻ trẻ một chút thì chị phải làm lụng, làm nghề nông nè, cấy gặt rồi mua bán đồ hàng bông, vậy chở đi bỏ mối cho người ta rồi này kia vậy đó, hồi chị còn sức khỏe. Còn về sau này thì chị cũng trồng mía, trồng mì, rồi cũng dịu dẫn công á, để đi chặt, đi làm vậy đó. Là mình bỏ tiền ra thuê người ta làm phụ. Giờ thì thỉnh thoảng cũng trồng tỉa trong gia đình là mì hay là mía, rồi rau màu, các thứ, cái ít ít vậy đó. Chị làm việc tất bật cả ngày. Ngoài canh tác hai loại cây trồng chính là mía và mì, chị làm thêm rất nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập. Từ việc trồng thêm các loại rau màu đến chăn nuôi bò, gà. Những lúc rảnh rỗi, chị đi lưới cá để ăn. Nếu nhiều thì đem bán kiếm thêm tiền. Đối với chị, được làm việc là niềm vui, là hạnh phúc. Và động lực lớn nhất khiến chị luôn làm việc hăng say chính là những đứa con của chị. Kiểu như con đông quá rồi sợ nghèo khổ, rồi mình không lo được cho con, sau này con nó nghèo khổ, tội nghiệp nó, hiện giờ cũng phải ráng làm để này, nhín nhút chia sớt cho con để nó có vốn để nó làm ăn cho nó cuộc sống nó cho ổn định. Thấy má làm á, chịu thương chịu khó làm, cái gì làm ra tiền là má làm. Như hồi đó má đi làm đồ công, chặt mía rồi buôn bán đồ hồng bông, nói chung là cái gì á làm có tiền là má làm hết à. Rảnh rỗi má không đi giăng lưới làm này làm kia. Mấy chị em nấy ráng nỗ lực để nấu gương theo cái gương của má. Không chỉ siêng năng cần cù trong lao động, chị Hoàng còn là người rất chịu khó học hỏi. Bởi ngoài kinh nghiệm sản xuất mà chị tự tích lũy cho mình trong quá trình lao động, chị Hoàng còn chịu khó tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội Phụ Nữ xã kết hợp với Trạm Khuyến Nông huyện Châu Thành tổ chức. Chị Trần Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Trí Bình cho biết, chị Hoàng không chỉ là điển hình phụ nữ lao động sản xuất giỏi, mà còn là một cán bộ hội giỏi. Chị Hoàng xứng đáng với danh hiệu là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chị Hoàng tham gia công tác hội từ năm 2007 tới nay, chỉ là tổ trưởng tổ phụ nữ, tổ gia vốn. Hàng năm thì chỉ được khen tặng là phụ nữ sản xuất giỏi, phụ nữ đảm đang.
chị chịu khó để với trong gia đình thì chị chịu khó rồi sản xuất rồi trồng mì mía rồi chăn nuôi bò nuôi gà. Chị em trong tổ là với trong ấp xã rồi cũng thấy gương của chị rồi cũng noi theo phấn đấu để sản xuất giỏi góp phần phát triển kinh tế gia đình. Cần cù chịu thương chịu khó để tạo nền tảng kinh tế cho gia đình và tạo cho các con có cuộc sống đầy đủ. Chị Nguyễn Thị Hoàng xứng đáng là tấm gương vượt khó, giàu nghị lực, giàu tình thương yêu và trách nhiệm, xứng đáng để chị em phụ nữ noi theo. Thưa quý vị và các bạn xem đài thân mến, chuyên mục phụ nữ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này xin được phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.